Chào các bạn và các em đã đến với kênh Ông Giáo Về Lớp nhé. Tiếp tục với sách tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng mình làm những bài trong bài luyện tập thực hành, luyện tập đặt câu hỏi cho câu ai là gì, cái gì, con gì, và biết viết tịnh hoa những tên riêng. Bây giờ chúng mình có thể mở sách lớp 2, sách Cánh Diều, trang 910 để cùng làm bài tập với thầy nhé. Bài tập đầu tiên trong bài này đó là bài tập 1. Ghép các từ ngữ ở cột A với cột B tạo thành câu. Ở đây là cột A gồm có bốn từ ngữ đúng không? Bốn dạng từ đúng không? Từ ngữ. Ở đây là có A, B, C, D. Bài yêu cầu là hãy nối cột A với cột B. Còn đây là cột B. Thành một câu thì chúng mình hãy quan sát và hãy dừng video và nối cho thầy trong vòng 5 phút. Bây giờ mình nối và mình nối tạo thành một câu cho đúng nhé, một câu đúng mà có nghĩa nhé, chứ không phải là nối rồi là một câu nhưng mà không có nghĩa là không đúng đâu nhé. Sau khi nối xong rồi, bây giờ chúng mình có thể quan sát lên bức tranh. Thì bây giờ thầy sẽ nối cho các em xem nhé. Bạn Quang Hải thì mình sẽ nối chỗ nào, nối với câu nào, câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 thì đúng rồi, bạn Quang Hải là học sinh lớp 2 đúng không? Đây là bạn Quang Hải là người đúng không? Đúng không? Bạn Quang Hải là học sinh lớp 2 đúng không? Không thể út là học sinh lớp 2 được, không thể chim sâu là học sinh lớp 2 được đúng không? Như vậy câu nó không có nghĩa. Bút thì như thế nào? Đúng rồi, bút là một đồ dùng học tập đúng không? Và từ chim sâu là loài chim có ích đúng không? Cam là cây ăn quả. Như vậy thầy đã nối bốn ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành một câu. Bạn nào có cùng câu đáp án với thầy thì rất đúng nhé. Bạn nào chưa trùng đáp án với thầy, chúng mình có thể nối lại cho đúng. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu chúng mình là đặt câu hỏi cho từng bộ phận của một trong các câu trên. Đặt câu hỏi cho từng bộ phận của một trong các câu trên nhé. Câu đầu tiên với dạng câu hỏi là mình sẽ phải đặt câu hỏi là ai, con gì, cái gì, là gì, và là bộ phận bên đây là ai, là gì. Người ta ngăn ra đúng không? Ngăn ra đây là mình biết là như trong câu bạn Quang Hải là học sinh lớp 2A. Như vậy bộ phận đầu tiên sẽ là bạn Quang Hải. Bộ phận thứ hai sẽ là học sinh lớp 2A. Như vậy bài yêu cầu chúng mình là đặt câu hỏi từng bộ phận một trong các câu trên đúng không? Như câu đầu tiên mình sẽ đặt câu hỏi cho câu trả lời bạn Quang Hải là học sinh lớp 2A thì mình sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Mình thử đặt câu hỏi bạn Quang Hải là học sinh lớp 2A thì mình sẽ đặt câu hỏi là chị người mà đúng không? Chị người thì mình sẽ đặt là ai là học sinh lớp 2A. Đây là đặt câu hỏi cho bộ phận bạn Quang Hải nhé. Ai là học sinh lớp 2A là đặt câu hỏi cho bộ phận bạn Quang Hải. Và bạn Quang Hải là ai là đặt câu hỏi cho cô bộ phận là học sinh lớp 2A đúng không? Bạn Quang Hải là ai là mình đã đặt câu hỏi cho bộ phận là học sinh lớp 2A. Và tương tự như thế, theo câu mẫu chúng mình sẽ đặt câu tiếp theo. Bút là một đồ dùng học tập thì mình sẽ đặt như thế nào? Mình sẽ đặt câu bộ phận đầu tiên là bút, bộ phận thứ hai là một đồ dùng học tập. Mình đặt câu hỏi cho bộ phận đầu tiên là bộ phận bút này. Bút là liên quan đến gì? Là đồ vật đúng không? Đồ vật thì mình sẽ đặt là như thế nào? Hôm trước mình đã học rồi đúng không? Đồ vật là chỉ cái gì đúng không? Như vậy mình sẽ đặt là cái gì là một đồ dùng học tập.
đúng không? Cái gì là một đồ dùng học tập? Như vậy mình đã đặt câu hỏi cho bộ phận đầu tiên, đó là bộ phận bút, đúng không? Và bộ phận thứ hai là một đồ dùng học tập thì mình sẽ đặt như thế nào? À đúng rồi, bút là gì? Để đặt câu hỏi cho là một đồ dùng học tập, đúng không? Đây là đồ vật nên mình dùng kiểu câu là cái gì nhé. Mình đặt kiểu câu là sẽ là cái gì. Và tiếp theo nữa, chim sâu là loài chim có ích. Ở đây chim sâu là một bộ phận, là loài chim có ích cũng là một bộ phận, đúng không? Như vậy mình sẽ đặt câu hỏi trước cho bộ phận này thì mình đặt như thế nào? Đây là chim, tức là mình phải đặt câu hỏi dạng câu gì? À là con gì, đúng không? Như vậy chim sâu là loài chim có ích thì mình đặt câu hỏi là gì để trả lời cho câu hỏi này, cho bộ phận này? Đặt câu hỏi cho bộ phận này là, à đúng rồi, chim con gì là loài chim có ích, đúng không? Đây là kiểu câu con gì, đúng không? Đây là con vật thì mình phải đặt là con gì, đúng không? Và mình sẽ đặt cho bộ phận thứ hai nào, đặt câu hỏi cho bộ phận thứ hai là loài chim có ích, đúng không? Thì chim sâu là gì, đúng không? Thì mình sẽ trả lời là chim sâu là loài chim có ích. Đây là kiểu câu con gì để đặt cho những con vật, đúng không? Đây là cái gì thì đặt cho là đồ vật. Đây là ai là gì thì mình đặt câu hỏi cho là người, đúng không? Và tiếp một câu cuối cùng, đó là cam là cây ăn quả. À như vậy cam sẽ là đồ đồ vật, mình đặt câu hỏi là gì? Cái gì là cây ăn quả, đúng không? Đúng không? Để trả lời cho bộ phận này, đúng không? Và tiếp theo nữa là cam sẽ là gì, đúng không? Để trả lời cho, để hỏi cái bộ phận này, đúng không? Bộ phận của câu này, cam là gì, tức là cây ăn quả. Như vậy thầy đã hoàn thành xong bài tập 2, hướng dẫn chúng mình làm xong bài tập 2. Chúng mình hãy nhớ kiểu câu ai là gì thì đặt cho câu hỏi là liên quan đến người, đúng không? Cái gì là liên quan đến đồ vật, đồ vật. Và con gì là liên quan đến các con vật, đúng không? Là gì thì nó giống nhau rồi. Như vậy chúng ta hãy nhớ ba kiểu câu hỏi này: ai, cái gì, con gì, đúng nhá. Và bây giờ chúng mình cùng sang bài tập 3. Bài tập 3 yêu cầu chúng mình là viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu ai là gì. À, mẫu câu ai là gì đấy là liên quan đến là người, đúng không? Đây là viết giới thiệu của bản thân. Người ta đã đưa cho mình bốn một số mẫu như thế này này. Tôi là tên là gì ấy, đúng không? Mình tên là gì thì mình viết vào. Môn học tôi yêu thích là em thích môn học nào thì em viết vào, đúng không? Đồ chơi tôi yêu thích là, à thì đồ chơi em thích là thì đồ chơi là búp bê, rồi đồ chơi là xe ô tô hoặc đồ chơi là các dụng cụ, vân vân, đúng không? Con vật tôi thích nhất là, thì con vật các em thích thì con mèo, con cá, các con vật nuôi trong nhà, đúng không? Các em dựa vào bốn câu này viết lời giới thiệu bản thân cho thầy trong vòng 10 phút. Xong đó hãy nhìn câu mẫu của thầy và chúng ta sửa lại nhé. Thì chúng mình sẽ là viết như thế nào? Tôi là tên gì đấy, đúng không? Và môn học tôi là tên gì đấy, đúng không? Tôi có người bạn thân là tên gì, đúng không? Và môn học tôi yêu thích là môn môn tiếng Việt, đúng không? Và đồ chơi tôi yêu thích là búp bê. Con vật tôi thích nhất là con mèo, con chó, đúng không? Như vậy các em hãy tự vận dụng các kiểu câu mình vừa học và viết thành một đoạn văn nhé. Và sau đây câu của thầy sẽ viết như sau. Đây là câu mẫu của thầy nhé. Mình đã dùng kiểu câu ai là gì rồi để viết lên, và một số tên riêng thì chúng mình nhớ là viết hoa nhé. Chúng mình nhớ tên của mình là phải viết hoa này. Ví dụ
Tên tôi là Khánh Nhi đúng không? Bạn thân nhất của tôi là Khánh Ngân. Môn học tôi yêu thích là môn tiếng Việt. Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê. Con vật tôi thích nhất là con mèo. Thì các em thấy ở câu này đúng không? Thì các em thấy như thế nào? Từ Khánh Nhi này đúng không? Là tên riêng thì thầy viết hoa. Sau dấu chấm à? Đầu câu chúng ta viết hoa. Đầu câu chúng ta viết hoa đúng không? Và tiếp theo nữa là bạn sau dấu chấm là cũng viết hoa này đúng không? Tên riêng này, Khánh Ngân đây là viết hoa nhá, chúng mình nhớ để ý nhá. Sau dấu chấm từ môn học tôi yêu thích, từ môn học viết hoa đúng không? Tiếng Việt mình tên riêng cũng viết hoa này. Sau dấu chấm đồ chơi viết hoa. Chúng mình để ý nhá. Đây là những tên riêng sau dấu chấm chúng mình sẽ phải viết viết hoa. Như vậy thầy đã hướng dẫn cho chúng mình làm những bài tập trong bài tập thứ hai đó là luyện tập. Thì bạn nào thấy hay là chia sẻ ủng hộ ông giáo nhé. Bạn nào mà cần bài PowerPoint này thì để lại comment mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.